À, buổi sáng này à, à, chúng ta tu rồi, cũng có nhiều người à, mình cũng hôn trầm ngủ gục lắm chứ không đơn giản nha quý vị. À, mà cũng nhắc mình tại vì cũng nhiều người đang nhìn mình à, Khi à, ngủ gục nhắc mình vậy cái tự nhiên mình cũng cố gắng. À, giống như có một chú mà ông tu ngồi kế như đức à chắc tiếng đồng hồ ngủ hết cũng cỡ bốn chục phút <laughs> nhưng mà được con cái là ổng cũng còn hai chục phút niệm phật đói <laughs> chúng sanh ấy vậy. <laughs> thì mình nên cho người ta được một chút cũng được tùy vào người ta thôi mình tu thì sao mình dễ tính đừng có khó nếu bây giờ mình căng quá mình khó quá người ta không được hai chục phút luôn không được hai chục phút luôn quý vị nên thôi kệ Mình cho người ta chục phút đó Với khả năng của người ta Ví dụ như mình giác được 1 tiếng Thì mình giác Còn người ta giác được chục phút thôi Còn chục phút kia Người ta cố gắng người ta ngồi Anh nói với Mình thấy mình cũng tội nghiệp Thì Phật A Di Đà cũng thấy thương Đúng không thì Thật sự Tại vì người ta cũng muốn tu Chứ thôi người ta đi ngủ đi chứ Người ta ngồi đó người ta gục làm chi Thật sự người ta muốn tu Nhưng mà tại vì mắt nó ngủ <laughs> mình muốn tu nhưng mà không mắt mình nó ngủ thì bây giờ người ta cũng ghét thì trong một tiếng ngủ bốn chục phút còn hai chục phút mà từ cái kiên nhẫn hai chục phút đó từ từ nó lên từ 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 lên mình cho người ta cơ hội gì đó quý vị cho người ta cơ hội gì đó giống như người người ta người ta chưa ăn chay trường được mà người ta ăn chay một tháng bốn ngày thốt thốt cái bốn ngày của người ta quý vị À, được tốt cứ ăn đi rồi cái khi người ta nghe pháp thì người ta nghe nhân quả từ từ cái người ta lên tháng 10 ngày hai chục ngày thác ta lên từ từ nếu mà mình mà nói tò ăn chỉ bốn ngày hai sáu ngày ăn mặn được gì đâu người ta chán người ta nghĩ ăn bốn ngày đó sao nhắc người ta thiện được quý vị đoạn cái thiện của người ta nên người ta được lợi ích một chút cho người ta lợi ích một chút đi đó mình tu mình nên cho người ta cơ hội gì đó ví dụ như người này làm sai thiệt là nhiều hỏi mình niệm phật được không mình nói được thì người ta niệm với từ từ người ta sửa sai mình nói ơi ừ, xấu ác lắm niệm phật sao được giảng sách ta chán quá ta nghĩ niệm phật luôn mình đoạn với người ta quý vị đó nên mình tu mình mở tâm lượng mình ra dễ tính nói thí dụ như người này có người bệnh đau yếu người ta đi hộ niệm mà người này người ta còn ăn mặn ăn thịt á ta lỡ người ta niệm phật người ta hỏi mình tôi còn ăn thịt, tôi niệm phật hộ niệm cho người ta được không? mình thấy được chứ? sao không được quý vị? người ta còn ăn thịt nhưng mà người ta niệm phật là có tâm niệm phật được, ta niệm phật với cái tâm phật người ta phát triển ra, từ từ người ta ăn chay luôn. có nghĩa là mình nên cho người ta cơ hội trong cái cuộc đời này, ngay trong cuộc đời này mình nên cho người ta cơ hội, gieo một hạt giống lành vào tâm người ta thì nên gieo, đừng nên đoạn hạt giống lành của người ta. Có nghĩa là mình là người tu mỗi người mình quý vị. Bây giờ chúng ta đều là cư sĩ không bây giờ mỗi người nên cho cơ hội nhau để hướng thiện. Cho cơ hội nhau đi sửa đổi lỗi lầm. Có nghĩa là mình cho người ta cơ hội là mình đang cho mình cơ hội đó quý vị. Nhớ kỹ. Những điều như Đức chia sẻ thì nó rất là đơn giản nhất là cái buổi sáng này mà mình thức dậy sớm mà mình đi tu nó lợi ích cho quý vị rất là lớn vì sao quý vị rất tỉnh táo trước nhất là bây giờ thức dậy là có khi giờ này nó buồn ngủ đó nghe nhưng mà về sau nó rất là tỉnh ừ, lạ vậy đó sao rất là tỉnh nhưng mà buổi sáng ngủ luôn là gọi xong chịu thua mai mốt nó cứ ngủ hoài nó không thức nó thì cần tiếng nghiệp mê luôn <laughs> nên sáng thức dậy sớm dành có thời gian tiếng mình tu tập thôi có một tiếng thôi mà mình tu mình nhắc mình cả ngày thì cái năng lượng nó mình nó tiếp cho mình cả ngày nó đặc biệt thì biết những đức là người ưa cười nên khi tu đâm với quý vị cái nhiều người làm mắc cười mình cũng mà chịu không nổi cái nhiều người mình hỏi ủa sao không? thầy cái ông những đức ông đang tu tự nhiên sao không? cười 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 ta thật sự trong cái cái tivi trước mặt như đứa nhiều người quá cái nhiều người, người ta làm mắc cười dữ lắm cái nhiều người, người ta đang tu nó làm gì nó làm gì <laughs> mà chịu không nổi mình mắc cười giống gì chứ những đức thì nhại cười vì những đức ưa cười những đức ưa cười nên người ta làm như thế mắc cười giống gì ok cười một cái nó vẫn đặc biệt quý vị không những đứa hỏi vị bây giờ cười thì chắc chắn là đặc biệt hơn là là khóc chứ thật sự mà nói cười vẫn là dễ thương hết cỡ nào cỡ miệng tròn miệng méo miệng nhỏ miệng lớn gì cười vẫn là ngon quý vị hiểu không chứ bây giờ những đứa nói quý vị mà bây giờ cái, mặt nó đâu cũng chầm dầm dù ụ không có được mình là người niệm phật nó nói nó một là nó dễ tính vui vẻ quan hệ ai cũng có lỗi lầm tha thứ cho người là tha thứ cho mình Vậy thôi bản thân mình quay lại mình bản thân mình cố gắng thật sự bản thân mình cố gắng bây giờ ngày như đức lên tu quý vị bốn thờ. vậy là cũng là là, 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 là động viên tinh thần lắm rồi đó quý vị nó thật sự bây giờ mình tu cho mình chứ tu cho ai đâu Đúng không nó nghĩa là mình là tu cho mình để bản thân mình siêng năng nó thật sự bây giờ quý vị coi một ngày bao nhiêu tiếng đồng hồ mình tu được đó? có mấy tiếng đâu nên rảnh một cái cầm máy bấm số bấm số niệm phật nha cứ bấm số niệm phật cái niệm câu ai là phật bấm một số đưa lên cái số lượng một ngày mình cố gắng mình xiên thì chẳng ra mót nó hay lắm quý vị ơi mót nó rất là hay Quý vị biết rằng những đức từng ở trong một ngôi chùa to nha chuyển một cái những đức thành ở một cái phòng như xíu ở trong phòng như xíu xíu mà những đức có buồn không không tại vì sao nhờ niệm phật quý vị thì Phật không có buồn à, thật sự 100% luôn nên quý vị đừng có bỏ câu Phật hiểu nghe ai làm sai là chuyện của người ta còn cái quý vị nhớ Phật ai với đạo không có sai mình cái niệm ai với đạo Phật không có sai đâu chắc chắn quý luôn á cái niệm Phật đi niệm giết làm sao mà con người nó dễ tính có nhiều người ta nói cặn tử nghiệp đó, họ được hộ niệm là quan trọng lắm nhưng đức nói với vị nghe được hộ niệm cái lúc còn sống mới quan trọng Lúc mình còn bình thường thì mình tự hộ niệm mình đi Hộ niệm mình là gì? Là nhắc nhở tính nguyện của mình kiên cố Nhắc nhở mình thích gì thế giới cực lạc Dù cỡ nào mình cũng niệm Phật Thuận nghịch gì cũng niệm Phật Được mắt gì cũng niệm Phật Khỏe hay bệnh đau gì cũng niệm Phật Bản thân cứ tin có vật hiệu Chẳng thật mà niệm Đó là cái đang gây dựng cho quý vị khi cuối đời còn nếu như mà chờ mà tới cặn tưởng nghiệp người ta hộ niệm cho mình lỡ mình mê người ta hộ niệm cho mình mình đâu có nghe được đâu quý vị còn những đức hộ niệm không biết bao nhiêu ca mà nói thấy rõ ràng khi cần tư nghiệm nó không có đơn giản đâu nên tổ sư nói rằng con người cứ để già đi trong bận rộn mấy ai buông xuống trước khi lìa đời con người mình nó lao theo cái cuộc sống kiếm tiền này nó trong cái bận rộn mình không có buông xuống được nên mình có những khoảng thời gian gì để nhắc nhở mình Đấy không nhắc nhở mình để làm gì làm phải niệm phật giờ những đức nói với vị nghe nè quý vị ngoài đời nhiều công việc bận biểu thí dụ giờ buôn bán bán này bán kia mua này mua nọ thí dụ bán cái gì để cái máy niệm phật trực tiếp để trước mặt vậy nè cái điện thoại á mà để cẩn thận ở chuẩn bị người ta giật mất tiêu hiểu không để trước mặt mà đang đang bán đồ ấy vì đang bán đồ tự nhiên để trước mặt nó nó đi ngang nó thấy cái điện thoại nó lụm mất tiêu á để cẩn thận nha nó nên nên nhớ để trực tiếp vậy đó cái mình bán gì bán bán cái người ta lỡ ta nhìn thấy a à, niệm phật nghe một câu bản thân mình khi không ai lỡ mua mình nhìn vô mình niệm phật một chút những đứa ngồi niệm phật đó thấy không đó còn nhà mình có ông bà cha mẹ tuổi già Thì mình bắt cái ghế cho cha mẹ ngồi niệm Phật Xong khi cha mẹ tuổi già khăn tử nghiệp Mình tiếp tục lấy cái điệu hồ niệm đó Mình niệm cho cha mẹ của mình luôn Nghĩa là gây dựng cho cha mẹ lúc tuổi già Những đức thấy rằng Bản thân mình bây giờ quý vị Ai còn cha còn mẹ Chúng ta mỗi người nên cố gắng chăm sóc cha mẹ mình tại gia đình đi. Nhiệt tình chăm sóc gia, cha mẹ mình tại gia đình đi quý vị để chi để gầy dựng cái tâm đó để sau này con của mình nó chăm sóc cho mình những đức thấy hay Rất là hay vì những đức đã trải qua khoảng thời gian khi lo cho người già những đức nhìn nhận khi tới tuổi già nó thật sự rất là khổ nếu mà có được những ngôi chùa nuôi người già thì đặc biệt quá mà nuôi làm sao bằng cả tấm lòng nó đặc biệt ghê lắm quý vị nhớ nên từ nơi đó những đức mong rằng quý vị bây giờ nhận thức lại thì nếu mà cha mẹ tuổi già bản thân mình cố gắng khuyên cha mẹ niệm phật và dành thời gian để giúp cho cha mẹ của mình nó giống như cô đó đó dự thấm như tôi có chắc có chăm cha mẹ hay già lớn tuổi tới chứ cứ để cái máy niệm phật suốt cho cha mẹ nghe câu phật hiệu nên câu phật hiệu này hay lắm quý vị thật sự đừng có bao giờ bỏ câu phật hiệu nghe những đức nói với quý nghe mình mà bỏ câu phật hiệu rồi mình mất tất cả quý vị cái khổ đau trong cuộc đời mình đừng có mong trông chờ gọi ai mất công đó đi ờ à, Lúc thận, lúc duyên thì cho mình cái bánh hay cái bánh mình ăn Nói chuyện vui cười cho mình nghe Nhưng mà khi bị gặp sự khổ đau Chỉ có câu Phật hiệu à Nó lọc được tâm và chỉnh đốn tâm của quý vị được thôi Nếu như bỏ câu Phật hiệu là chúng ta sẽ mất tất cả luôn cho quý vị biết à, Quý vị đừng bao giờ nói rằng Cái ông này ông tu Từ sức gia bây giờ ông trở thành cư sĩ Quý vị biết có khi những đức làm cư sĩ sau này rồi quý vị sẽ thấy Có khi những đức hướng dẫn người niệm Phật còn đông hơn Trong chuyện dẫn Chính sao quý vị Đó, nên quý vị nhớ kỹ những đức chỉ cần còn niệm phật những đức chỉ cần tính nguyện niệm phật những đức chỉ cần không bỏ câu vật hiệu dù bất cứ trong hoàn cảnh nào những đức cũng không bỏ câu vật hiệu là quý vị sẽ thấy cái lợi ích của niệm phật lớn cỡ nào Chứ quý vị thấy à đừng bao giờ bỏ câu Phật hiệu nghe không nhớ kỹ 100% trăm phần trăm câu vật hiệu cực kỳ thù thắng dù vì niệm phật có vị có gặp sự trở ngại lên bờ xuống ruộng cỡ nào vì cứ niệm phật đi rồi quý vị sẽ thấy mồi rồi mọi việc sẽ qua trong cuộc đời của người mấy mươi năm ngắn ngủi thưa quý vị Đừng bỏ câu Phật hiệu Đừng có đem những gì không vừa lòng không vừa ý Để vào tâm để làm mình nặng nề Nhớ kỹ Hãy lọc tâm mình đi Hãy lọc tâm mình và cố gắng niệm Phật đi Nên Từ hôm nay mỗi tuần chủ nhật Thí dụ chúng ta sáng khoảng 3 giờ rưỡi 3, 8 giờ 30 8 giờ 40 vậy đó Thì chúng ta ngày chủ nhật cộng tu chúng ta Những thứ hướng dẫn về niệm Phật Nhiều người niệm Phật như chỉ cần niệm vào cái chỗ mà nhìn ngay những đức lễ phật có gì lễ theo y là giống hệt cái mô hình là ngay những đức lễ phật á những đức giống hệt luôn cái này là cái máy phát âm những đức lễ thấy vì lễ theo y vậy đi là đạt liền không nói vòng vo ừ. điều rang luôn thì vì sẽ thấy cái lợi ích của niệm phật lễ phật rất là đặc biệt nên buổi sáng tu xong những đức nói chuyện gì giống như một câu ai phật niệm đến cùng vậy đó. còn buổi chiều tối thì giống như quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc vậy đấy vì hai buổi này là trực tiếp xác thực luôn rồi. vừa tu xong nhắc nhở liên nên con vật hiệu này thù thắng lắm. quý vị nhớ đừng bao giờ bỏ con vật hiệu và đem con vật hiệu này khuyên một người tốt một người khuyên một người tốt một người giúp một người niệm phật tốt một người cứ chân thật khuyên người ta niệm phật. gặp ai ung thư bệnh đau gì chỉ người ta niệm phật. quý vị biết đây là quý vị đang giúp cho người ta niệm phật tới thành phật quan trọng lắm. Quyền tam bảo gia hộ cho quý vị tính nguyện niệm phật kiên cố niệm phật cả đời không thối tâm khi bỏ báo thân này chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc chúc quý vị an lạc a di đà phật a di đà phật a di đà phật a di đà